thì video này lên sóng khá trễ, tại vì cũng vừa mới qua lễ Giáng sinh rồi, cũng vừa qua năm mới mất tiêu rồi. Nhưng mà Khuỳ vẫn muốn cho mọi người xem là đợt vừa rồi Khuỳ đã mua những gì nhân dịp lễ hội. Mặc dù là cũng qua mùa lễ hội rồi, nhưng mà những món này thì Khuỳ nghĩ là hầu hết là vẫn còn bán, cho nên là nếu mọi người thích thì mọi người vẫn có thể tìm mua được. Lần này thì Khuỳ có rất nhiều sản phẩm từ nhiều web khác nhau, không chỉ có mỗi Sephora. Thì đây, cái thùng này nhìn nó gọn gọn vậy thôi nhưng cũng có khá nhiều thứ trong này đó. Thì bây giờ chúng mình hãy cùng khui quà ha. Thật ra đây không có món nào là quà hết, toàn là quà Khuỳ tự mua cho Khuỳ không ạ. Đầu tiên Khuỳ sẽ lấy cái món bự nhất ở đây, không biết phải bự nhất không, nhưng mà nó đang nổi bật nhất. Đây chính là cái set Sassy Lassy của Benefit. Thì Khuỳ nghĩ là năm nào hay là dịp đặc biệt nào á thì Khuỳ cũng phải mua một cái set nào đó từ Benefit. Tại vì thứ nhất đó là Khuỳ rất là thích những sản phẩm của Benefit, Khuỳ dùng rất là nhiều và chắc là mọi người cũng xem video Khuỳ cũng biết được đúng không? Nhưng mà ngoài ra thì lần nào những cái set đặc biệt của Benefit nó cũng có packaging, cũng có bao bì rất là đẹp, rất là dễ thương. Vừa rồi thì Benefit ra rất là nhiều set, nhưng mà Khuỳ thích nhất là cái này. Thì trong cái set này đầu tiên là nó có một cái primer professional. Đây là một cái primer mà Khuỳ rất là thích. Nhưng mà dùng hoài, Khuỳ dùng hoài cũng chưa hết nữa. Nhưng mà thôi, cho có trong set thì mua thôi. Tại vì những cái set này á, nó cũng rất là rẻ. Nếu mà bạn tính ra so với giá bạn mua lẻ từng cái thì nó rất là rẻ, rất là tiết kiệm. Theo thì có một cái mascara roller lash. Thì thật ra đây là cái item, chắc là cái item mà Khuỳ thích ít nhất trong những món ở trong đây. Tại vì, khoan từ từ, đẹp quá. Tại vì Khuỳ đã từng dùng qua cái mascara này rồi và như là Khuỳ cũng không hợp lắm. Rồi, mình để xem tiếp theo còn có gì nữa. Ngoài professional, ngoài mascara thì còn có một cái Cabral. Cái Cabral này là một cái gel lông mày giống như cái Cabral Pomade của Anastasia. Thì cuối cùng là có một cái bronzer Hoola size nhỏ. Thì cái này Khuỳ cũng dùng rất là nhiều, cho nên là cả set này cộng với cái hộp xinh xinh này thì thì Khuỳ nghĩ đây là một cái set rất là đáng mua. Tiếp theo thì Khuỳ có một set của Sephora Favorites. Lần này set năm nay Khuỳ mua là set những sản phẩm dành cho mắt. Đây là Extravagant Eyes set. Thì những cái set của Sephora Favorites này luôn là những cái bộ sản phẩm mà được chờ đón mong đợi nhất ở những dịp cuối năm. Và cho dù đó là set dành cho những sản phẩm dành cho mắt hoặc là cho môi, cho cả mặt, thì cái giá tiền của những cái set đó nó đều rất là tiết kiệm so với giá của từng sản phẩm riêng lẻ. Ví dụ những cái set này, giá của cả cái bộ này là 42 đô, nhưng mà giá trị thực của những cái món này cộng lại là 134 đô lận. Cho nên là vào những dịp cuối năm, những dịp lễ hội thì những cái set này của Sephora luôn luôn được bán rất là chạy. Thật ra cái set mà những sản phẩm cho cả mặt á của năm ngoái Khuỳ còn dùng chưa hết nữa. Cho nên là năm nay Khuỳ đã rút kinh nghiệm là Khuỳ cũng không mua cái set bự nữa, mà Khuỳ chỉ mua một cái set mà Khuỳ thích nhất thôi. Thì trong tất cả các set thì Khuỳ cảm thấy là cái bộ này nó sẽ phù hợp với Khuỳ nhất, tại vì có những sản phẩm mà Khuỳ thích nhất. Trong này thì Khuỳ đã lấy ra một sản phẩm để xài rồi. Đây là một cái mascara của Marc Jacobs và Khuỳ cảm thấy là nó cũng khá là ok, khá là ổn. Chắc là mascara Khuỳ thích nhì hoặc thứ ba. Ngoài ra thì những cái này Khuỳ cũng chưa xài thử món nào hết, tại vì Khuỳ muốn để thật là mới để có thể quay video cho mọi người xem. Ở đây thì có một cái màu mắt của Milk. Milk là một cái hãng mỹ phẩm cũng khá là mới và kiểu nó rất là hiện đại và packaging thì rất là đơn giản, nhưng mà nó có những sản phẩm rất là lạ và cũng khá là tốt. Bởi vì Khuỳ chưa dùng qua Milk bây giờ cho nên là Khuỳ rất là háo hức được thử cái sản phẩm này đầu tiên. Tiếp theo thì có một cái eyeliner của Sephora. Một cái eye primer của Smashbox. Trước đây thì Khuỳ chỉ mới dùng primer cho mắt của Too Faced và Urban Decay thôi. Cái Smashbox này nghe nó vào cũng rất là tốt, cho nên là để Khuỳ dùng thử xem sao. Có một cái eyeliner mà kiểu lấp lánh kim tuyến của Urban Decay. Khuỳ không có cái này nhiều lắm, nhưng mà lâu lâu có những cái makeup look mà mình muốn nó lấp lánh một chút thì những cái eyeliner mà dạng kim tuyến cũng sẽ rất là hay. Rồi có một cái màu mắt dạng stick của Laura Mercier. Một cái màu mắt của NARS. Thì cầm lên nó hơi nhẹ, nhưng mà thật ra mở ra bên trong á thì cái ô này nó cũng khá là lớn, thì Khuỳ nghĩ là full size. Và màu này cũng khá là đẹp. Và cuối cùng, đây là một món mà Khuỳ rất là tâm đắc và Khuỳ không ngờ nó có trong cái bộ này. Đó chính là cái cặp lông mi giả của Huda Beauty. Đây là cái loại lông mi giả mà mọi người sẽ thấy ở trên Instagram các chị blogger, các chị Instagrammer ở bên Mỹ rất là hay chụp cái kiểu này.
để lên mắt mình giống như thế này. Những cái cặp lông mi giả thế này á thì giá bán của nó lúc nào cũng dao động từ khoảng 20 mấy đô cho đến 30 mấy đô lận. Mà hình như cái cặp này là cũng đã gần 30 đô mà nó ở trong cái bộ này. Mà cả bộ này chỉ có 42 đô thôi, nên là mọi người một lần nữa phải nói lại là cái giá trị của những cái bộ như thế này rất là lớn, nhưng mà cái giá bạn mua rất là tiết kiệm. Hơi nghĩ là những bạn nào mà chỉ cần thích một nửa số sản phẩm trong cái bộ này thôi thì các bạn mua những cái bộ như thế này nó cũng đáng. Rồi, nãy giờ mình nói trang điểm thì chắc là bây giờ Huyền sẽ chuyển qua skincare. Thì một cái bộ skincare mà Huyền mua đợt này đó chính là của Drunk Elephant, nhãn hiệu con voi say xỉn. Huyền cũng không biết tại sao mà cái nhãn hàng này nó có tên mắc cười vậy. Đây là một nhãn hiệu skincare high end cho nên là giá tiền của nó thì cũng khá là chát. Nhưng mà Huyền biết cái hãng này sau khi xem video của chị Kathleen Lights. Và chị Kathleen thì xài cái những sản phẩm của hãng này rất là nhiều. Thì trong bộ này có 3 sản phẩm, trong đó có 2 serum và một cái gì ta? Một cái hydration gel, chắc là một cái dưỡng ẩm, dưỡng gel. Thì có một cái serum dành cho buổi tối là serum AHA và một serum ban ngày là serum vitamin C. Còn cái còn lại là như Khuy đã nói là gel dưỡng ẩm. Thì cái mà Khuy muốn thử nhất là cái serum AHA này. Thì cái bộ này có giá là 96 đô. Ở đây nó có ghi luôn là giá trị thật là 120 đô, có nghĩa là giảm 20% so với giá trị thật. Thì thật ra là cũng không có được giảm nhiều lắm, nhưng mà tại vì Huy cũng muốn thử cả bộ này xem như thế nào á. Chứ nếu mà mua từng sản phẩm riêng lẻ thì nó còn mắc hơn nữa. Tiếp theo thì Huy có một set của Beauty Blender kết hợp cùng với Too Faced. Thì trong set này có một cái Beauty Blender, tất nhiên rồi. Và cái Beauty Blender này thì là màu hồng nhạt chứ không phải là màu hồng đậm như bình thường, rất là dễ thương. Tiếp theo thì có một cái Blush Terrazzi. Đây là một sản phẩm rất là lạ. Cái này nó được quảng cáo là một cái cushion mà mình có thể giặt được, thay thế cho những cái miếng giấy thấm dầu. Và đây là cái để mọi người thấm dầu. Thì Khuy không hiểu được là một cái cushion làm sao để mà nó có thể thấm dầu được và còn có thể giặt đi giặt lại để dùng hàng ngày được nữa. Cho nên là với một người da hỗn hợp dầu như Khuy thì đây là một sản phẩm mà Khuy rất là muốn thử. Và cái sản phẩm của Too Faced trong cái set Beauty Blender này là cái Candlelight Glow. Đây là cái highlight của Too Faced mà Khuy cũng chưa được thử. Cho nên đây là một set mà Khuy thấy rất là đáng mua đối với Khuy. Bởi vì cái gì chứ, Beauty Blender là một món mà Khuy cứ mua đi mua lại hoài. Cho nên là mỗi lần mà nó có trong một cái set nào đó gồm với những sản phẩm mình chưa được thử thì tất nhiên là phải mua rồi, đúng không? Tiếp theo thì Khuy có một set từ Burberry. Burberry ngoài thời trang thì còn có dòng mỹ phẩm high end mà có những sản phẩm cũng rất là đỉnh, nhưng mà Khuy chưa được dùng qua nhiều. Khuy chỉ mới dùng qua son của Burberry thôi, cho nên là lần này có cái set này thì Khuy cũng muốn thử luôn. Thật ra đợt vừa rồi Burberry còn ra một cái set son trong một cái hộp của Burberry rất là xinh, nhưng mà lúc mà Khuy mua thì nó đã bị sold out mất tiêu rồi, cho nên là Khuy đã mua cái set lớn hơn. Trong set này có 3 sản phẩm nhỏ xíu và 3 sản phẩm bự. Thì 3 sản phẩm nhỏ chính là hai cái tester nước hoa. Cái này tester nước hoa không ta? Gì lạ vậy ta? Ồ không, cái này là cái để son môi, cái cọ son môi nhỏ xíu. Một cái sample nước hoa My Burberry Black. Và cái sản phẩm nhỏ nhỏ cuối cùng là cái primer Fresh Glow. Thì cái primer này Khuy nghe bảo là cũng rất là tốt, cho nên là Khuy sẽ thử. Thì qua đến 3 sản phẩm bự thì chắc chắn là có một cây son. Và rất may thì cây son này không phải là cái son màu của năm ngoái. Năm ngoái cái màu limited của Burberry là một màu đỏ truyền thống, đỏ classic của hãng. Năm nay thì nó là màu đỏ đậm. Và thật ra thì Khuy thích đỏ đậm hơn, cho nên Khuy rất thích. Đây là màu 117 Parade Red. Và packaging màu vàng này cũng là limited packaging. Tại vì bình thường son của Burberry thì nó có màu xám, còn packaging mùa holiday thì sẽ là màu vàng như thế này. Tiếp theo thì Khuy có một cái phấn mắt lẻ. Đây là hình như là phấn mắt dạng cream, đúng rồi. Và thật sự mà nói thì Khuy chưa bao giờ có một cái phấn mắt lẻ nào mà nhìn nó đẹp như thế này. Chưa dùng có biết là tốt hay không, nhưng mà nhìn là đã thấy nó rất là đẹp và rất là to. Một hũ như thế này dùng không biết bao giờ mới hết được nữa. Và sản phẩm bự cuối cùng chính là cái size full size của cái này. Khuy không biết tại sao lại cho thêm cái này vô nữa. Thì cái này cũng chính là cái Fresh Glow Base Primer. Lúc Khuy mua Khuy không nhớ cái này là foundation hay là cái primer, tại vì cái chai foundation nó cũng giống vậy luôn. Vậy thì Khuy mong là Khuy sẽ xài hợp cái này. Tại vì nếu mà xài hợp cái này thì không cần phải đi mua cái này nữa. Nhưng mà nếu không xài hợp cái này thì chắc là buồn lắm.
Tiếp theo thì sẽ đến những món mà Chloe mua từ một trong những hãng mỹ phẩm mà Chloe thích nhất, đó là của Charlotte Tilbury. Đầu tiên sẽ nói đến cái món mà Chloe không ngờ là Chloe sẽ mua. Thôi để cho mọi người xem trước. Đây là Dreamy Look in a Clutch. Cái này nó thiết kế dạng như là một cái ví, một cái bóp cầm tay vậy đó. Thì ở trong này, ta-da! Thì tại sao mà Chloe lại nói đây là cái món mà Chloe không định mua? Đó chính là tại vì Chloe chỉ định mua cái bản này thôi. Đây là cái bản màu mắt 4 màu Luxury Palette. Đây là bản The Legendary Muse. Đây là bản limited của mùa này. Với packaging là có những ngôi sao ở đây. Bình thường thì sẽ không có ngôi sao, nó chỉ có cái này thôi. Và trong này thì có 4 màu, không phải là những màu thông thường mà Chloe dùng. Và Chloe cũng chưa có những cái màu này. Thì ban đầu Chloe chỉ định mua cái này thôi, nhưng mà cái sản phẩm lẻ của cái này nó đã bán hết rồi, nó đã sold out hết rồi. Tại vì Chloe muốn mua cái này nên là Chloe thấy là trong cái set này, trong cái bộ này nó vẫn còn cái sản phẩm đó. Nhưng mà một điều mà Chloe rất là không thích ở Charlotte Tilbury đó chính là cái giá tiền mà bạn phải bỏ ra cho cái set này nó cũng sẽ bằng nếu mà bạn mua từng món mà bạn cộng lại. Lý do vì sao mà Chloe quyết định là Chloe mua không chỉ là vì cái này đâu, không đâu, nhưng mà nó còn vì những món trong đây nữa. Và đặc biệt là cái này mọi người nhìn có thể nghĩ của sao nhìn giống cái son, sao màu kỳ quá. Thì tại vì đây là một cái USB chứ không phải là cây son, đây là một cái USB hình cây son đó. Thật ra bây giờ thì Chloe không có dùng USB ít lắm, chắc là một năm cần nó một hai lần thôi. Hơi cảm thấy là bị dụ thiệt, nhưng mà không sao, tại vì những món trong này Chloe cũng rất là thích. Ví dụ như là đầu tiên là có một cái kẽm mắt nè, một cái mascara Legendary Lashes. Thì cái này Chloe cũng đang rất là muốn thử. Đây là cây chì kẽm môi mà Chloe cũng rất là thích luôn, Chloe đã xài rồi. Và cuối cùng là một cái son, đây là màu Secret Style mà. Thì đây là một màu kiểu trầm trầm, cũng là một màu mà Chloe dùng được. Cho nên là mọi người thấy đó, mặc dù là có hơi bị dụ thiệt nhưng mà những cái món này cũng đều là những sản phẩm rất là tốt, được đánh giá cao của Charlotte Tilbury. Tiếp theo thì Chloe cũng đã mua, cuối cùng cũng mua cái món mà Chloe rất là thích từ Charlotte Tilbury mà cứ đắn đo hoài từ lúc biết nó tới giờ, chắc cũng một năm rồi mà không biết tại sao cứ đắn đo hoài. Đó chính là cái bảng contour và highlights Film Star Bronze and Glow. Ta-da! Thì theo như mọi người đã thấy ở đây thì cái màu contour nó khá là nhạt, nó không có bị quá cam, cho nên là dùng contour nó rất là thích hợp. Và cái màu highlight ở đây cũng vậy, nó cũng không có quá ống ánh, nó không quá lấp lánh, nhưng mà nó sẽ là cái dạng mà nó làm mặt bạn nó sáng và nó sẽ rất là mịn, cái phấn rất là mịn, cho nên là những bạn nào mà da có lỗ chân lông to thì sẽ không sợ đó. Cho nên là cuối cùng khi mà quyết định cuối cùng sẽ bỏ tiền ra mua thì mua xong hơi tiếc tiền thiệt, nhưng mà Chloe rất là thích và rất là háo hức để dùng nó trong những video tiếp theo. Và tất nhiên là Chloe cũng không thể nào mà bỏ qua được cái son của Charlotte Tilbury mà đang hot nhất trong thời gian vừa qua, đó chính là màu son The Queen. Ta-da! Đẹp quá đi. Chloe thấy nha, những cái màu của Charlotte Tilbury á thì có rất là nhiều màu vừa đẹp vừa lạ mà những hãng khác chưa chắc là có. Cho nên đây là một điểm mà Chloe rất thích ở son của Charlotte Tilbury. Nhưng mà một điều cũng thích lắm là cái nắp đôi khi nó hơi khó mở và khó đẩy. Đó là cái điểm trừ duy nhất. Và cái món cuối cùng mà Chloe mua từ cái thương hiệu này chính là một khay son. Thì nhìn vô là mọi người đã thấy là muốn mua rồi đúng không? Tại vì màu sắc của nó thì rất là đáng yêu. Đây là màu rose gold, và kiểu nó ống ánh như thế này. Nó chứa được tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cây son. Thì theo như Chloe nhớ thì cây son này nó cũng khoảng mười mấy đô. Thì nó cũng không quá đắt, tại vì cái chất lượng của nó thì Chloe thấy cũng khá chất lượng đó. Tại vì cầm nó kiểu nó nặng, nó không có bị giòn quá mà rất là đẹp nữa. Cho nên là những bạn nào, đặc biệt là những bạn nào mà thích Charlotte Tilbury thì chắc là cũng nên có cái này. Tiếp theo thì chúng ta lại trở lại với skincare. Rồi nãy giờ Chloe nói makeup nhiều rồi thì giờ Chloe sẽ quay lại skincare. Thì một set skincare mà Chloe mua nữa là từ Tatcha. Từ trước đến giờ Chloe cũng chưa dám mua Tatcha tại vì giá của nó rất là cao. Nhưng mà những sản phẩm của nó thì đúng nghĩa là chất lượng Nhật Bản, rất là tốt và rất là xịn. Và đây là set những sản phẩm bán chạy nhất. Đây là Tatcha Bestsellers Set The Art of Geisha Pure Skin. Có nghĩa là cái hình ảnh của những cô nàng geisha bên Nhật thì da của họ lúc nào cũng rất là trắng, mà kiểu như là trắng một cách tinh khiết, trắng ơi là trắng. Thì người Nhật cũng như người châu Á mình rất là thích da trắng mịn. Đây chính là cái hộp bên trong, ở đây có cái hướng dẫn sản phẩm. Và đây chính là bốn sản phẩm có trong set này. Đầu tiên thì có một cái dầu tẩy trang Pure. Tiếp theo thì có một cái xịt khoáng. Đây là một cái xịt khoáng dành cho những bạn nào mà thích có da bóng khỏe.
Thì trước giờ Chloe toàn dùng những cái xịt khoáng mà làm cho lớp makeup nó giữ lâu hơn hoặc là làm liền cái lớp makeup ra. Chloe chưa. Cái xịt khoáng nào mà làm cho da nó bóng khỏe hết. Nhưng mà hiện giờ da Khôi đang hơi khô tại vì thời tiết đang thay đổi, cho nên Khôi nghĩ là sẽ rất là thích hợp để mà thử cái sản phẩm này trong thời gian gần đây. Tiếp theo thì có một cái dưỡng ẩm, một cái cream và một cái bột chiết xuất từ gạo. Đây là cái bột mà khi mà dùng với nước thì nó sẽ là loại bỏ những cái lớp da chết, giống như là một dạng để tẩy tế bào chết vậy đó. Thì để Khôi dùng thử ha. Nói chung là sản phẩm nào trong này Khôi cũng dùng hết, tại vì nghe bảo, nghe review rất là tốt. Tiếp theo thì Khôi có một set sản phẩm từ Tarte, gồm hai sản phẩm. Một cái là kẹp bấm mi và một cái là mascara. Thì theo như Khôi nhớ là Khôi cũng khá hợp với cái kẹp bấm mi này, tại vì mắt của Khôi nó hơi dài, nó hơi to hơn so với những cái kẹp bấm mi bình thường. Nhưng mà một điều mà Khôi không thích ở những cái cây bấm mi Tarte thông thường là tại vì cái chỗ mà mình cầm tay nó rất dễ dính bụi, giống như là packaging của NARS vậy. Nếu bạn có những sản phẩm từ NARS thì bạn sẽ hiểu Khôi đang nói gì. Cái mặc dù là cái bề mặt nó nhám nhám màu đen, nhìn thì mình sờ vào nó rất là đã, nhưng mà nó rất là dễ bám bụi. Và cái cây bấm mi bình thường của Tarte thì nó cũng như vậy. Cho nên là khi mà Khôi thấy cái set này nó có cái cây bấm mi mà cái chỗ cầm á nó được đính đá, thì Khôi thấy là nó sẽ ít bị bám bụi hơn, cho nên là Khôi mua cái set này. Cộng với cái mascara này thì Khôi cũng chưa dùng bao giờ, cho nên là Khôi cũng sẽ thử. Cái hãng cuối cùng mà Khôi mua đây chính là Lan Khoan. Trước giờ thì Khôi chưa bao giờ mua từ Lan Khoan hết, mặc dù cái slogan của cái hãng này là Makeup for Unicorns. Tại vì những cái sản phẩm của hãng này thì cái packaging của nó lúc nào cũng rất là đẹp, mà đẹp theo kiểu hơi màu mè xíu, hơi bị unicorn chút xíu. Đây cho mọi người xem. Ta-da! Và những cái sản phẩm của hãng này thì cũng có khá là nhiều sản phẩm nó lạ hơn so với thông thường. Ví dụ một sản phẩm lạ lạ mà Thùy mua chính là cái cây son Diamond Crushers này. Đây là một cái son toàn là lấp lánh kim tuyến, không biết mọi người có thấy được không? Nó kiểu rất là nhũ. Và cái cây son này thì thường là dùng, mình dùng lên trên cái lớp son phía dưới chứ không dùng một mình nó, tại vì nếu mà dùng một mình nó giống như là đánh highlight lên cả cái môi vậy đó. Thì đây là một ví dụ điển hình của những cái sản phẩm rất là lạ của cái hãng này. Thì ngoài cái cây son này thì Khôi có mua ba cây son matte nữa và một cái set đặc biệt của mùa holiday. Và hiện giờ trên môi Khôi đang đánh một màu của nó, đây là màu Wicked, nhưng mà Khôi không có đánh full cả môi mà Khôi chỉ đánh một ít và bỏ môi ra, xong mình lấy tay tán ra thì nó ra cái màu như thế này. Nhưng mà Khôi mới để ý là cái màu này, màu Wicked này, hồi nãy lúc mà quay video Khôi dừng lại chút xíu, Khôi nhìn gương á thì thấy là ở trong môi nó bị trôi đi cái vần ở trong lòng môi á. Chắc có thể là tại nãy giờ Khôi nói hơi nhiều, nhưng mà như vậy có nghĩa là một điểm gọi là điểm trừ hả? Thì cũng đúng rồi đúng không? Tại vì bình thường quay video Khôi cũng nói nhiều như vậy, nhưng mà những cái son khác nó đâu bị trôi đâu. Thì Khôi đang nghĩ là chắc là cũng tùy vào từng cây son thì nó sẽ khác. Tại vì lần trước Khôi dùng cái son kia, cái màu kia thì nó không có bị vậy, mà dùng cái này thì nó bị vậy. Cho nên là nãy Khôi đã phải touch up rồi á. Nhưng mà nếu bạn nào mà xem giữa cái video mà thấy son Khôi bị mất thì mọi người sẽ hiểu được Khôi đang nói tới cái son này nó bị vậy. Ngoài màu này, đây là một màu đỏ đậm, thì Khôi có mua một màu đậm hơn màu này nữa, phải không ta? Khôi quên mất tiêu rồi, tại vì Khôi mua hơi lâu rồi á. À không, đây là một màu hơi tím, một màu tím đậm, tím hồng đậm. Và màu còn lại là một màu hồng nhạt, có tên là Cupid. Thật ra là Khôi không có nhiều màu hồng nhạt lắm, tại vì màu hồng nhạt theo Khôi là một trong những màu khó mua nhất, tại vì nó rất là dễ làm bợt da hoặc là làm răng bị vàng nếu mà không mua đúng màu. Cho nên là từ trước giờ mặc dù là có mua những màu hồng nhạt nhưng mà Khôi chưa có thích cái nào nhiều hết á. Thì đợt này Khôi xem swatch của cái màu này thì Khôi thấy là cũng khá là ok, cho nên là Khôi cũng mạnh dạn mua luôn. Còn ba màu trong cái set nhỏ này có tên là Red Rose, Jingle và Sasha. Thì ngoài cái màu hồng tím đậm mà Khôi nói ban nãy thì còn có một màu nude, và đây là một màu đỏ mà nó có metallic, có nghĩa là nó sẽ óng ánh trên môi. Thì Khôi chưa có cây son kem lì nào mà nó óng ánh trên môi hết, cho nên là Khôi cũng rất muốn thử. Rồi, vậy là Khôi cũng đã nói hết tất cả những sản phẩm mình đã mua trong đợt vừa qua. Thì thật ra là năm nào nhìn vào những cái packaging rất là đẹp, những cái set sản phẩm mà giá tiết kiệm so với nếu mà mình mua lẻ, thì nhìn vô lúc nào cũng rất là muốn mua. Nhưng mà mua xong thì lúc nào cũng phải nghĩ là không biết bây giờ
dùng mới hết được. Nhưng mà thật ra là ngoài cái chuyện là nhìn vào muốn mua và muốn mua cho mình sử dụng thì Chloe còn lấy cái nhiệm vụ xài những sản phẩm mới như thế này cũng là một cách mà để Chloe có thể phục vụ mọi người tốt hơn, là có thể tìm nhiều sản phẩm mới và review cho mọi người cùng xem. Chloe biết là mặc dù mọi người rất là muốn Chloe review nhiều sản phẩm trong store hơn nữa, nhưng mà cái đợt mùa lễ hội là cái đợt mà Chloe cảm thấy là Chloe muốn thưởng cho bản thân mình có thể được mua những món mà mình thích. Còn về Drop Store thì chắc chắn là trong video review những sản phẩm yêu thích nhất cho năm 2016 của Chloe chắc chắn là sẽ có những sản phẩm Drop Store. Và sắp tới đây thì Chloe sẽ đi Mỹ nữa, và qua bên đó thì chắc chắn là Chloe sẽ tìm thêm thật là nhiều sản phẩm Drop Store mới mà tốt để có thể về review cho mọi người. Rồi, vậy là video này tới đây là kết thúc. Mọi người hãy đón chờ video Best of Makeup hoặc là Best of Beauty. Chloe cũng chưa biết là Chloe sẽ nói riêng về makeup hay là nói một số sản phẩm skincare chung nữa. Nhưng mà sắp tới nói chung là mọi người hãy chờ video những sản phẩm yêu thích nhất Chloe nha. Chúng mình sẽ gặp lại nhau video lần sau. Stay gorgeous.